Lấy nhau là phận, bỏ nhau lại do số. Em không biết mấy câu đấy liệu có đúng hay không đâu nha. Khỏe mà, tới giữa trường thả cho nó tự chạy. Chạy tự do thì chỉ có mà thụt lùi thôi. Sao mà xe bò chở gạo đi sao á? Xe bò em cũng không biết xe bò như nào nữa. Em chỉ biết xe công nông thôi. À nhà ơi, mọi người đi qua cho em xem một lượt follow nhá. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn anh A Tử. Hài hước vui là ok rồi. Em có cái gì ngoài cái sự tấu hài đâu mà. Linh thả trái tim nghe sao là anh thích nghe bài này hả? Anh muốn nghe em hát bài này không? Hoặc là muốn nghe em hát không? Hello sầu, thiếu muối. Thiếu muối thì mình rắc muối. Hát bài này á, em hát nửa bài nhá. Em hát đi em. Để hát nửa bài. Hello anh Lương Nguyễn ạ. Hello anh Hải Nguyễn dạ. Ok, hello mọi người. Em hát nửa bài mọi người nhé. Hello anh Sarah Tâm Trạng ạ. Dạ, em chào anh Nguyễn Duy Hợp nhé. Hôm nay nhiều người, đông người vô quá. Hello mọi người ạ. Ok mãi keo. Ok. Cảm ơn anh CR Tâm Trạng ạ. Hello anh Hoàng Trẻ Sầu. Cảm ơn anh Quảng. Hello mọi người ạ. Nhưng vì thích Duyên nhiều quá nhưng mà Trang nói là à thôi. Hello Duyên nha. Anh lâu chưa bé. Rồi em like từ lúc 4 rưỡi anh ạ. Từ lúc 4 rưỡi. Một bài nước ngoài nước ngủ nha mọi người.
Ủa tiếng trống ở đâu nhỉ? À ông ta, em chả biết là ai nữa, mà em đoán là người quen rồi. Xin nhắn tóc. Hello anh Vũ Hồng Mạnh ạ. Mọi người ơi, mọi người đi qua cho em xin lượt follow nhé cả nhà. Em cho anh hỏi là em được bao nhiêu nồi bánh rồi á? Em 27 nồi bánh rồi. Khó giả không? I still feel your touch in my dream. Hello anh sếp ạ. Cả nhà ơi, nhấc tay cho em và cho em xin lượt follow nhé. Xinh nhưng mà không có tươi không? Tươi héo là sao anh? Cái gì tươi? Bài đó nó rơi nữa, bài nào? Bài này hay quá mọi người nhờ. Nhẹ nhàng như là em ý. Xưa nhưng mà hay. Không biết bây giờ em đứng lên thì view nó có bị tụt không nhở? Tại vì em muốn em ra đi gặp anh Cường một xíu ấy. Hello Teddy, mấy ngày hôm trước chưa bán like giờ này mà Teddy. Hello chị Loan Phạm ạ. Mọi người ơi, mọi người cố gắng bảo toàn lực lượng giúp em nhá. Em đi một xíu quay lại luôn ạ. Nếu không là quê em buồn nước lũ mất. Touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Cause every time we touch, I feel the static. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Not sure if you know this, but when we first I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it hold you. You look so beautiful. To my very last breath, this day I'll cherish. Biết ngay từ view của tôi rồi. View của tôi đâu rồi. Lâu là tại vì em ra thì mẹ hỏi là thế đăng lại à, đã sắp xuống chưa?
hỏi xem mà có bạn bè, các bạn ở trên live có ai ăn cơm không? Đến bữa ăn cơm rồi đấy, thì mẹ bảo ăn cơm. Cảm ơn Hi nhá. Cho rồi sao kia này. Không nói chuyện thì làm gì hả bé? Nhìn bà xinh vãi, hello anh ạ. Có cho anh ăn cùng Trang nữa, ăn với cả mẹ nữa. Ghế mâm trước mà các anh không để ý đó thôi. Xong rồi em nghỉ like hôm đó luôn. Từ hôm đó đến giờ em ngồi nó cũng mốc mốc ấy. Thì cũng ở ngoài ạ. Có ăn cơm hóng y. Hóng y là gì? Ship anh. Ngáo đét. Tối nay em qua nhà chị ăn cơm đấy cho em ăn với không? Có. Mẹ bảo là hỏi xem có bạn bè nào muốn ăn cơm không. Là ăn hơi ăn ngó hả? Like vui vẻ nhé, ăn cơm xong đã. Kiếm anh Đức nói chuyện, sao anh Đức lại nào? Chắc em đói nên là em lại chào ngược nữa rồi. Giờ chỉ việc xuống ăn cơm thôi, xong rồi tối lai tiếp. Tại vì đã tắm gội các thứ thơm tho, là chỉ việc ăn cơm tối thôi. Mọi người ăn cơm tối chưa ạ? 7:04 rồi. Tại hôm bữa đi uống bia, uống con cốc làm gì căng thôi. Uống con cốc là chưa được hết một chai nữa. Thế em qua ăn trực luôn á. Ok. Chị biết chơi liên quân không á? Tắm lúc 9 giờ sáng có thật. Dở à? Mới tắm xong mới lên live. 9 giờ sáng nào? Em không bao giờ tắm buổi sáng luôn. Em tắm xong mới lên live ấy. Tại vì lúc nãy đi uống nước về. Thơm quá đây này, người ta đang thơm quá đây này. Hello anh đang ạ. Thơm một mình ngửi có ai được ngửi đâu mà biết. Ngồi trong phòng mọi người không thấy mùi gì hả? Thơm à? Tối rồi mang áo che vai vào, mũi cắn anh đau lắm lắm. Nóng lắm anh ạ, ở nhà không có mũi đâu. Hello anh Mr. Pom nhá. Dỗi em á, em dỗi lại đấy. Tí anh mở Bluetooth rồi em bắn mùi thơm qua cho anh nhá. Ngửi một mình còn khoe, anh ngửi cùng với em đi. Thế anh ngửi cùng với em đi. Đấy. Chỗ này có mùi thơm này, làm miếng đi. My heart, promise I
thà ngửi rồi không thấy gì muốn điếc. Nghe chua chua ra chứ, thơm mà chua đồng chua. Không có đi.